nó ra khỏi cái kẻ lá này và mình sẽ xử lý để giúp nó tiếp tục phát triển. Đối với những rễ nó đã bị khô, mình sẽ tiến hành dùng kéo và cắt bỏ hoàn toàn vì nó không còn giá trị để hút chất dinh dưỡng của cây nữa. Và đương nhiên, mình sẽ giữ lại những chiếc rễ còn xanh. Mình sẽ dùng một lá nha đam để xử lý cho những cái lan hồ điệp đang bị vàng lá. Và mình sẽ cắt bỏ hai bên gai của lá nha đam này. Cắt bỏ luôn phần vỏ của lá nha đam. Sử dụng thịt lá nha đam, mình sẽ bôi vào những chỗ cái lan hồ điệp đang bị vàng lá. Lá nha đam có hiệu quả sát khuẩn rất là tốt đối với cái hoa lan. Và đặc biệt có rất là nhiều các nhóm vitamin nhóm B, đặc biệt là vitamin B12, các caroten và nhiều các hormone sẽ giúp cho cây hoa lan khi mình sử dụng nha đam. Nó sẽ ra thêm nhiều rễ mới và nó sẽ loại bỏ những loại vi khuẩn, những loại nấm bệnh bằng cách mình sẽ sử dụng lá nha đam và bôi trực tiếp lên trên những vết thương. Và mình sẽ bôi trực tiếp lên trên phần rễ cây để giúp cho cây nó sẽ hấp thu trực tiếp các dưỡng chất trong lá. Và nó sẽ giúp cho cây loại bỏ các loại nấm bệnh và các loại vi khuẩn có hại. Đối với phần lá cây hoa lan, khi rễ chưa có thì lá của nó sẽ bị teo tóp, cho nên mình sẽ sử dụng lá nha đam để bôi trực tiếp lên trên những chiếc lá. Cây hoa lan hồ điệp ngoài cách hấp thu chất dinh dưỡng bằng rễ, đối với cây còn hấp thu trực tiếp qua lá, cho nên việc mình sử dụng nha đam để bôi trực tiếp trên lá cũng một góp phần giúp cho cây nó sẽ hấp thu các chất dinh dưỡng, các vitamin nhóm B12 và nó sẽ bổ sung thêm nước để giúp cho cây nó sẽ căng bóng và nó sẽ không bị héo nữa. Cũng là một cách để loại bỏ những loại vi khuẩn và các loại nấm bệnh ở trên cây. Và mình cũng xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Mọi người nhớ đăng ký để xem thêm những video tiếp theo của mình. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người đang xem video và chào mừng tất cả mọi người đã đến với khu vườn của nhà vợ mình. Và đây là hoa của cây thanh long, nó đang chuẩn bị cho quả. Và mình chia sẻ một số lý do nên trồng thanh long ở tại khu vườn của nhà mọi người. Và nội dung của video này chỉ mang tính chất tham khảo và những lý do mình thấy hợp lý với mình, mọi người có thể xem hoặc là có thể trồng theo.
Và lý do đầu tiên là khi trồng thanh long này rất là đơn giản. Chỉ cần một nhánh thanh long đã trưởng thành và cắm xuống đất khoảng 2 đến 3 năm thì có thể phát triển ra được như thế này. Và nhánh thanh long có thể khai thác từ những thân đã trưởng thành hoặc là mua các vựa bán cây công nghiệp. Còn nếu sử dụng từ hạt để ươm mầm lên thì rất là lâu, cho nên thông thường thì sẽ sử dụng lại từ các thân già đã trưởng thành. Lý do thứ hai là cây thanh long nó sẽ khi cho hoa thì nó sẽ tự thụ phấn, tại vì trên hoa của thanh long nó gồm có cả nhụy và nhụy, khi đó nó sẽ tự thụ phấn cho nó và không cần phải thông qua các yếu tố khác. Và hoa nó mình có thể thấy rất là to và gồm có nhụy và nhụy này. Đây là một cách cũng rất là hay của chính cây đây. Lý do thứ ba là khi trồng thanh long thì mọi người sẽ không cần phải lo lắng đến vấn đề là phải quét lá, tại vì chính mỗi cái thân của thanh long này cũng chính là lá của nó. Các lá của nó từ thuở xa xưa đã tự tiêu biến thành các thân gai. Và đây là một đặc tính rất là hay của các ngành xương rồng. Mọi người có thể thấy nó đang cho trái này, nhưng mà nó sẽ cho trái ở dưới chỗ các phần của cái gai này. Các gai này chính là các lá của ngày xưa, nó đã qua quá trình tiến hóa và nó sẽ thành lại như thế này để giảm quá trình thoát hơi nước của cây. Và thứ tư là trái của những cây thanh long này nó chứa rất là nhiều các chất dinh dưỡng rất là tốt cho con người, và nó còn mang lại giá trị kinh tế nếu mà mọi người sử dụng cây thanh long để trồng làm kinh tế. Còn trồng ở quanh khu vườn thì năm nào cũng sẽ có trái ăn hết á, không cần phải kích hoặc là sử dụng các loại thuốc để kích nó ra. Thứ năm là cây thanh long này khi trồng ít có phải chăm sóc và sử dụng các loại phân bón rất là nhiều, chỉ bón phân vào ở các giai đoạn phát triển của nó như là lúc nó đang còn cây con hoặc là lúc ra hoa thì mới bón phân. Và lý do thứ sáu là những cái thanh long này khi mà trồng ở trong sân vườn của mọi người nó sẽ chiếm không có nhiều diện tích đâu, chỉ cần sử dụng một thân trưởng thành và cắm xuống đất khoảng 2-3 năm nó mới lên trên và nó mới mọc ra các cái cây con như kia. Như đây mọi người có thể thấy chỉ một khúc thân dài như thế này thôi, không cần nhiều diện tích, và buộc nó vào trong thân trụ nó sẽ lên và nó sẽ mọc ra các cái nhánh, một nhánh như thế này. Và bên này cũng vậy, chỉ cần trồng 2-3 thân thanh long già như thế này thôi và nó sẽ phát triển lên trên, chiếm rất ít diện tích ở trong khu vườn. Và cái thanh long này nó cũng giống như một số loài phong lan, thì trên thân của nó có thể mọc ra các rễ để bám vào trong giá thể, và các rễ này nó sẽ tập trung vào hút chất dinh dưỡng ở trên phần vỏ cây và hút nước, nó không có giống như là ký sinh và hút các chất ở trong cây mẹ, nó chỉ giúp cây bám dính và hướng lên trên thôi. Và cuối cùng nên trồng thanh long tại vì cây thanh long này rất ít khi bị bệnh, nếu mà trời mưa quá nó có thể bị thối nhũn thôi, còn lại bình thường. Nếu mà khả năng thoát nước của đất tốt thì khi trồng cây thanh long này nó có thể sống rất là lâu và cho trái rất là nhiều, không cần phải chăm bón nhiều hoặc là sử dụng các loại phân thuốc hóa học lên trên cây. Và vì vậy trong khu vườn của mọi người nên có khoảng 1 đến 2 khóm thanh long ở đây để giúp cho có trái mỗi năm cũng được. Và nội dung video mình chia sẻ đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Xin chào và tạm biệt cả mọi người. Và mình xin đính chính lại, đây là khu vườn của nhà vợ mình.
Xin chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người trên video này của kênh mình. Kính chúc tất cả mọi người đang xem video có thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Và kênh mình chia sẻ một số mẹo để trồng và chăm sóc những loại phong lan và các loại hồ điệp, giúp cho cây nó phát triển một cách mạnh mẽ nhờ các chất hữu cơ. Và đây là khu vườn của mình, gồm một số loại cây hồ điệp mình cũng hay chăm sóc bằng các phương pháp hữu cơ. Và các cây đã đang phát triển rất là khỏe mạnh. Mọi người có thể thấy các lá của mình nó phát triển một cách xanh tốt và không hề bị nấm bệnh. Giai đoạn phát triển của một lá của cây hồ điệp thông thường từ khoảng 30 đến 45 ngày là từ lúc nó mới nhú ra cho đến khi nó phát triển hoàn thiện. Chỉ cần nhìn vào số lượng lá của cây thì mình sẽ đoán được độ tuổi của cây, nhưng mà yêu cầu là cây đó nó phải giữ nguyên toàn bộ lá, tại vì một số cây nó rất là già ở dưới gốc, các lá của nó sẽ rụng đi theo thời gian. Nội dung của video này mình chia sẻ một số mẹo để chăm sóc những cây lan hồ điệp bằng các chất hữu cơ để nuôi dưỡng bộ lá và bộ rễ khỏe mạnh. Mình sẽ sử dụng một quả chuối như thế này. Trong chuối rất là nhiều kali và phốt pho, giúp cho cây lan hồ điệp nó sẽ phát triển rễ một cách mạnh mẽ. Và để hỗ trợ cho việc lan hồ điệp nó sẽ ra rễ nhanh, mình sẽ sử dụng một ít từ củ gừng này. Và ở những video trước mình đã nói về các chất dinh dưỡng từ gừng, nó sẽ hỗ trợ và giúp cho lan hồ điệp nó sẽ phát triển rễ và xua được các loại côn trùng rất là hiệu quả. Mình dùng một mảnh gừng như này. Và yếu tố chính để nuôi dưỡng bộ lá khỏe mạnh thì mình sẽ sử dụng 20g khoai tây. Đây là một lá cắt của mình, tầm khoảng từ 15 đến 20g. Trong khoai tây chứa rất nhiều các chất dinh dưỡng nhóm A, B, C, các loại vitamin và dưỡng chất, giúp cho lan hồ điệp nó sẽ phát triển rất là mạnh mẽ. Đây là một cách phối hợp rất là hay, có thể sử dụng chung. Thông thường mọi người có thể sử dụng riêng từng chất đối với cây lan hồ điệp, nhưng mà vì có thể không có thời gian rảnh rỗi cho nên mọi người có thể sử dụng như phương pháp này, giúp cho tối ưu được thời gian. Sau khi xay được hỗn hợp thế này thì mình sẽ tiến hành lọc lấy phần nước trong và phần bã mình sẽ sử dụng để chăm sóc các loại cây kiểng.